Chào các bạn, mình là Kính Cận và giờ đây mình sẽ tiến hành bốc thăm game trong bài đó là trong cốp xe của bạn có gì. Giờ đây mình sẽ bốc thăm giải may mắn dành cho các bạn có tham gia gửi hình trong bài thi này. Thì giải may mắn tổng trị giá là 11 triệu 8. Rồi, thì các bạn mình sẽ bốc thăm căn cứ theo bình luận của các bạn và các bạn có gửi hình cũng như là kèm theo tên của từng món đồ mà các bạn gửi trong hình đó, và các bạn có chia sẻ lên Facebook bằng cái nút chia sẻ trên đầu bài, thì đây là danh sách mà các bạn có chia sẻ hợp lệ rồi. Khi mình bốc thăm trúng số nào thì mình sẽ đối chiếu với danh sách này nhé. Rồi, thì thời gian các bạn tham gia gửi ảnh tính đến hết ngày 17 tháng 5. Rồi, thì bây giờ đây mình sẽ kiểm tra xem bình luận sau cùng là của bạn nào nhé. 17 tháng 5. Bạn này là ngày 18 rồi. 17 tháng 5, vậy là tính đến hết bình luận 624. Rồi, vậy mình sẽ bốc thăm từ số 2. Bài viết là số 1, bình luận đầu tiên sẽ là số 2. Và bình luận sau cùng là của bạn này có số là 624. 624. Rồi, giờ đây mình sẽ bốc thăm để tìm ra một bạn may mắn nhất. Số may mắn đó là số 14. Vậy là trang số 1. Ta cùng theo dõi xem 14 có phải tên mình không nhé. Số 14. Số 14 thì bạn này không có để lại hình. Vậy mình sẽ bốc thăm tiếp số tiếp theo. Đó là số 34 vào trang số 2. Rồi, chúng ta cùng theo dõi nha. Số ba mươi bốn bạn này cũng đánh dấu luôn nhưng mà không để lại hình. Mình sẽ bốc thăm số tiếp theo, đó là số 188. Rồi, hy vọng là bạn này có chia sẻ hình. Số 188, 185, 186, 187, 188. Rồi, 188 bạn này gửi hình cúp xe và trong cúp xe của bạn có mận nè, áo mưa, găng tay. Vậy là hợp lệ rồi. Bây giờ đây mình sẽ kiểm tra xem bạn có chia sẻ 5 phút nữa không nhé. Rồi, bạn lưu ý là khi chia sẻ lên Facebook các bạn kèm theo hashtag này nha các bạn. Cúp xe có gì nữa mới hợp lệ nhé. Rồi, mình sẽ kiểm tra xem. Hy vọng là bạn có chia sẻ hợp lệ. Đây là bài chia sẻ của bạn. Chúc mừng bạn Trần Trùi Trụi đã có bài chia sẻ hợp lệ. Thì sau khi kết quả bốc thăm thì mình sẽ nhắn tin trên diễn đàn để bạn xác nhận thông tin cũng như là gửi quà đến bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.